Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Thánh Andre Kim Thông, trùm cả tử đạo. Cho nên phục vụ hôm nay cho chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Hai Ma-ca-bê, là cuốn sách trình bày về một giai đoạn mà người Do Thái bị bách hại vì đức tin hết sức nghiêm trọng bởi đế quốc Hy Lạp. Và chúng ta vừa nghe trong bài đọc sách Ma-ca-bê quyển thứ hai kể về một nhân vật tên là Eleazaro. Ông ấy 90 tuổi và ông là một trong số những người bị bách hại vì đức tin bởi đế quốc Hy Lạp. Thế cái đế quốc Hy Lạp họ bách hại ông ấy bằng cách nào? Bằng cách là ông, người ta cậy miệng bắt ông phải ăn thịt lợn. Quý ông bà anh chị em, các ông bà cố nghe cái điều này là thấy có lạ không? Thế tí nữa lễ xong rồi vào kia người ta dọn cỗ, giả sử như có một đĩa thịt lợn nướng, xiên que nướng, thì mình có sơi không? Có không? À, sơi như thường, từ Đức Cha trở xuống mọi người cùng sơi chứ. Nhưng mà trong bài phúc âm, trong bài đọc thứ nhất nói ông bị người ta cậy miệng bắt phải ăn thịt heo. Thế tạm sao thế nhỉ? Thế bây giờ thì quân nhà ta cứ đánh thịt lợn tì tì, thế còn ngày xưa thì lại không cho ăn thịt, lại cậy miệng ra bắt ăn là thế nào? À, đối với người Do Thái thì con lợn là con ô uế, không có được ăn. Người ta quan niệm như thế. Và nếu chúng ta đọc sách Lê Vi chương 11, chúng ta sẽ thấy có một cái quy định về các cái con ô uế. Ông Mô-xê viết sách Lê Vi và nói những cái con này này là người Do Thái không được ăn này. Cái con mà nhai lại và chân có móng trẻ, biết sao mà lại lấy cái quy định như vậy. Nhưng mà tất cả những con vật nào mà nhai lại, à, thành ra là trâu tươi giật giật là không sơi được. Nhai lại không được. Đấy. Lợn không sơi được. Vì lợn thì không nhai lại, nhưng mà cái chân của cái móng của con lợn nó trẻ ra này này. Thành ra người Do Thái không dám động vào. Những người nào mà ăn những cái con mà nhai lại và chân có móng trẻ coi như là phản bội lại đức tin. Cho nên Eleazaro ông không ăn, nhưng mà người ta đè ông xuống cậy miệng bắt ông phải ăn, như là một cách thức người ta nói ông đã vi phạm luật Do Thái, ông đã chối bỏ đức tin, ông trở thành một người ô uế. Thưa cộng đoàn, những người sách Hai Ma-ca-bê nói những người bạn cố tri đứng đó thấy thiên hạ nó cậy miệng ông bắt ăn thịt lợn là buồn quá, thế thì khuyên ông là thôi, giả vờ ăn đi cho nó xong đi, chứ không để người ta hành hạ khổ quá. Những người bạn của ông ấy nhé, bạn già của cái ông Eleazaro còn khuyên ông là thôi, giả vờ ăn thịt gì đi, nhưng mà giả vờ cho quan quân người ta khỏi bắt tội ông là khổ, ông đã 90 tuổi rồi còn bị nó cậy miệng ra nữa, chả biết có còn cái răng nào không. Nhưng mà Eleazaro nói với những người bạn thế nào? Chẳng nhẽ tôi giả vờ như thế để sống thêm được vài năm nữa, nhưng mà để lại một gương xấu cho các con tôi và cháu tôi về việc trung tín với đức tin của Chúa hay sao? Và chúng ta vừa nghe cái bài đọc thứ nhất kết thúc bằng một câu kể như thế nào? Như thế ông đã từ giã cuộc đời, chết đấy, bởi vì không chịu ăn. Như thế ông đã từ giã cuộc đời, chịu tử đạo. Nhưng mà sách Ma-ca-bê quyển thứ hai nói thêm một câu rất hay, cái câu kết cuối cùng: để lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức. Kính thưa cộng đoàn, Eleazaro nhất quyết không có vì một miếng ăn làm bộ giả bộ để lại một vết nhơ, một hình ảnh xấu trong lòng những người trẻ, những thế hệ hậu bối.
dứt khoát là không vi phạm luật của Chúa. Và ông chấp nhận phải trả giá vì cái chuyện giữ luật của Chúa đấy bằng đánh đổi mạng sống của mình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng kính thánh bổn mạng của các ông bà cố giáo phận, thánh Andre Kim Thông. Thánh Andre Kim Thông không phải chịu tử đạo khi mà tàn hơi và kiệt lực, nhưng trong suốt cuộc đời của thánh Andre Kim Thông, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi suy nghĩ đều là một cách thế mà thánh Andre Kim Thông phải chọn lựa để trung tín với Chúa trong đức tin. Và như thế cũng có thể nói ông đã tử đạo trước khi ông kết thúc cuộc sống trần thế này. Và như thế, kính thưa quý ông bà cố, thánh Andre Kim Thông chọn lựa tử đạo trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành vi của mình. Ngài bị bắt ở Gò Thị thuộc giáo phận Quy Nhơn, đeo gông cùm như thế, lê lết ngày này sang tháng khác, xuống mãi tận Vĩnh Long, toàn là phải đi bộ. Một hành trình dài cả nghìn cây số như thế. Nhưng mà dứt khoát là không có bỏ Chúa, trung tín với Chúa mãi trong đức tin. Và hạnh của thánh Andre Kim Thông cũng nói với chúng ta, một ông trùm họ nhiệt thành dâng con cho Chúa, một ông trùm họ cộng tác với các cha để lo lắng các công việc, phụng vụ các cái công việc bí tích, cử hành bí tích cho bà con giáo dân từ cái phía các cha. Ông đã trở thành một cái cầu nối giữa các cha và những người công giáo khác để cộng tác với các cha đem các việc cử hành bí tích đến cho tất cả mọi người. Ông không có cử hành bí tích vì ông không là người có chức thánh, nhưng ông là một cánh tay đắc lực để giúp các cha có thể chu toàn bổn phận của mình đối với các tín hữu đang trong thời kỳ bị bách hại rất khốc liệt tại Việt Nam. Cho nên kính thưa cộng đoàn, thánh Andre Kim Thông không phải chịu tử đạo vì khi mà sức tàn hơi kiệt, nhưng mà trong mỗi chọn lựa thì thánh Andre Kim Thông đã sống cái tinh thần tử đạo quảng đại đối với Chúa, chấp nhận mọi gian khổ khi cộng tác với các cha, chấp nhận mọi đớn đau trong thân xác khi bị gông cùm và đưa đi lưu đày mãi tận tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa cộng đoàn, Eleazaro trong bài đọc thứ nhất hôm nay trở thành một kiểu mẫu đức tin cho mỗi người chúng ta trong tư cách là ông cố bà cố. Thánh Andre Kim Thông trong mỗi chọn lựa cũng đã sống cái tinh thần tử đạo, trở thành một kiểu mẫu cho mỗi người chúng ta trong tư cách là ông cố bà cố của gia đình giáo phận. Hai khuôn mặt thật là sáng trời, sáng chói ấy nói với chúng ta một bài học là gì? Trong mỗi chọn lựa của chúng ta đều là một cơ hội để chúng ta sống tinh thần tử đạo. Nếu một lời chúng ta nói mà làm đánh mất đi tư cách ông cố bà cố của chúng ta, dứt khoát là không nói. Nếu vậy chỉ vì một chén rượu mà uống đánh mất đi tư cách của chúng ta là ông cố bà cố, dứt khoát là không uống. Vì một miếng ăn mà chúng ta đánh mất đi tư cách là ông cố bà cố, dứt khoát là không ăn. Vì một việc làm nào đó chúng ta làm không làm cho người ta hiểu lầm và đánh mất đi cái tư cách, nguy cơ đánh mất đi cái tư cách ông cố bà cố, dứt khoát là không làm. Những gì chúng ta có thể nói, những gì chúng ta có thể làm để giúp cho ta sống cái ơn gọi là một ông bố cố bà cố, dù là một việc rất nhỏ, nhất định là làm gương sáng cho con cái của mình. Như chúng ta vừa nói với nhau lúc trước khi cử hành thánh lễ, những truyền thống, tạo nên những truyền thống tốt đẹp cho gia đình của mình, cái điều ấy là những chọn lựa giúp chúng ta sống thái độ tử đạo như Eleazaro trong bài đọc thứ nhất và như thánh Andre Kim Thông bổn mạng của mỗi người chúng ta trong tư cách là ông bà cố. Cho nên kính thưa cộng đoàn, không phải chờ đến khi chúng ta phải bị chặt đầu ấy là hay là phải bị voi giày hay là bị tứ mã phanh thây chúng ta mới tử đạo. Trong mỗi một hành
một cách hành xử của chúng ta trong cuộc sống, chúng ta chọn lựa trả giá như là một hành vi giúp sống tinh thần tử đạo, thì chúng ta cũng đã sống cái sự tử đạo nơi cuộc sống của chúng ta là những người ông cố bà cố. Những gì mà làm người khác hiểu lầm về Chúa, về hội thánh, về tư cách ông bà cố, dứt khoát là không nghĩ, không nói và không làm. Những gì mà làm cho mọi người nhận ra rõ khuôn mặt của Chúa đang sống động ở trong cộng đoàn của hội thánh, những gì mà làm cho mỗi người chúng ta sống tư cách trọn vẹn ơn gọi ông cố bà cố, dù là một việc nhỏ nhất định làm, dù là một lời nói giản đơn nhất định nói. Nếu chúng ta nỗ lực làm như thế, kính thưa quý ông bà cố, chúng ta sống tinh thần tự đạo của Eleazaro, chúng ta sống tinh thần tự đạo của Thánh Andre Kim Thông, bổn mạng của mỗi người chúng ta đây. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ban cho mỗi ông bà cố được bằng an, mạnh khỏe, để rồi không phải chúng ta chỉ tự hào chúng ta là ông cố bà cố, nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta sống tinh thần tử đạo trong tư cách là một người ông cố bà cố nơi đời sống gia đình mà Chúa đang đặt để chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và nhất là xin Chúa qua lời truyền cầu của Eleazaro, một kiểu mẫu tử đạo trong Cựu Ước, và nhờ lời truyền cầu của Thánh Andre Kim Thông là bổn mạng, là bảo trợ của gia đình các ông bà cố đây, giúp chúng ta sống cái ơn gọi là ông cố, là bà cố trong môi trường sống của mình, trung tín trong đức tin, và như Eleazaro làm gương sáng cho các con các cháu của mình. Để có thể trở thành một gương sáng cho các con các cháu của mình, chắc chắn chúng ta phải trả giá, và chúng ta chấp nhận, khi chúng ta chấp nhận trả giá, chúng ta sống tinh thần tử đạo của Eleazaro trong bài đọc một hôm nay của Thánh Andre Kim Thông, bổn mạng bảo trợ của mỗi người chúng ta đây. Xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho hội thánh một gương sáng đời sống đức tin, một mẫu gương chứng nhân trong đời sống gia đình là Thánh Andre Kim Thông. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết noi theo bắt chước như thế Thánh Andre Kim Thông, ông Eleazaro trong bài đọc thứ nhất hôm nay, và nhất là khuôn mẫu một Đức Giêsu đã chịu tử đạo để cho chúng ta được cứu độ. Xin Chúa chúc lành và xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết, giúp cho chúng ta sau thánh lễ này, sau bữa ăn cỗ này, trở về gia đình thao thức mãi sống cái ơn gọi là một ông bà cố gương mẫu cho các con các cháu của mình trong gia đình. Và như cha đặc trách ơn gọi vừa chia sẻ những thao thức của Ngài, chúng ta sống, một trong những nét giúp chúng ta sống cái ơn gọi là ông cố, là bà cố trong gia đình là gì? Khơi gợi lên ơn gọi Chúa nơi các bạn trẻ, không chỉ trong gia đình của mình, con cháu của mình, nhưng tất cả những người chòm xóm chung quanh mà chúng ta trong cái môi trường sống ấy, để giúp cho các em, các cháu quảng đại, mở lòng đón nhận cái ơn gọi mà Chúa mời gọi sống cái ơn gọi đời sống thánh hiến, trở thành những linh mục của Chúa, những tu sĩ nam nữ của Chúa trên những cánh đồng truyền giáo rất là mênh mông rộng lớn, đặc biệt là trong giáo phận Bắc Ninh thân yêu của chúng ta đây. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tâm tình ấy trong thánh lễ hôm nay.